Kính thưa luật sư Hoàng Duy Hùng, thưa anh là cái chuyến đi Việt Nam của anh trong thời gian sắp tới được cái sự quan tâm rất là đặc biệt của độc giả của báo Người Việt cũng như là Người Việt Online. Vậy cho đến giờ phút này thì nghị viên có thể nói một cách vắn tắt về cái tiến độ của cái chuyến đi của luật sư hiện nay nó như thế nào? Thưa Nguyên Khôi và toàn thể quý vị độc giả của báo Người Việt, ngày hôm nay thì trước đây là cách đây khoảng chừng 5 ngày là tôi đã quyết định là đi. Và quyết định đi là vì tôi đã cân nhắc rất là nhiều khía cạnh sau khi lắng nghe nhiều ý kiến của quý đồng hương khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà quyết định đi là vì lý do thứ nhất, đây là trách vụ của chúng tôi. Và trách vụ thì tôi phải đi như thế nào để làm sao phát huy được cái tư cách của một người quốc gia. Và cho nên chúng tôi đi thì chúng tôi sẽ, đó là cái việc mà chúng tôi sẽ phải làm. Và làm như thế nào thì quý vị cứ đợi xem khi chúng tôi vào Việt Nam. Nhưng mà hiện giờ chúng tôi chưa biết chắc là Hà Nội có chấp nhận cho chúng tôi vào hay không, sau khi đã có những cái sự ồn ào như thế này ở bên hải ngoại. Vì tôi nghĩ rằng là Hà Nội chắc cũng không có dễ dàng để cho một người có một lập trường quốc gia như chúng tôi vào trong Việt Nam. Nhưng nếu có thì Hà Nội cũng phải chấp nhận là vì cái quyền lợi của Hà Nội khi giải quyết về chuyến bay với Việt Nam và Houston. Thưa nghị viên, là liệu nó có cái sự mâu thuẫn nào giữa những cái cử tri ở trong khu vực F của luật sư của thành phố Houston và những cái cộng đồng Việt Nam tại Houston hay không? Thực sự trong District F có rất là nhiều sắc dân Pakistan, Ấn Độ, Tàu, Việt Nam, Thái Lan, rồi người da trắng, người Mỹ đen, rồi người da rồi thì người Hispanic. Lá phiếu của Việt Nam kỳ vừa qua thì khoảng chừng gần được 1/3. Chuyện đó rất là tốt, nhưng mà chúng tôi làm việc thì chúng tôi cũng phải cân nhắc cái quyền lợi của những người sắc dân khác nữa. Các sắc dân khác đều mong muốn có cái quyền lợi là thêm quan việc làm và có những người đóng thuế cho thành phố. Thế thì có sự mâu thuẫn nào hay không? Trong cho tới giờ phút này tôi chưa thấy có sự mâu thuẫn. Cái chuyến bay từ Houston về Việt Nam thì tôi được các cụ mà đi về Việt Nam đó, các cụ gọi riêng cho tôi, các cụ nói rằng là chứ luật sư Hùng ơi, chúng tôi đi hồi trước đó, là bây giờ cũng vậy, là đi là gần 30 tiếng hay 32 tiếng rồi chuyển máy bay rất là mệt mỏi cực nhọc. Bây giờ và có nhiều người chúng tôi bị thất lạc vì không biết nói tiếng Anh. Nhưng bây giờ một chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam sang tới đây hoặc là từ đây về lại tới Việt Nam, tức là từ Houston về tới Việt Nam chỉ trong vòng có 15 cho tới 17 tiếng thôi thì chúng tôi đỡ đỡ mệt, giá cả lại khỏe lại rẻ hơn và đi khỏe hơn nữa. Cho nên là chúng tôi cảm ơn và có những người khuyến khích chúng tôi, và tôi đang cho rằng đó là không có sự mâu thuẫn và đó là quyền lợi. Thế thì cái chuyện mà người ta chỉ nói duy nhất thôi đó là người ta bảo rằng là bây giờ chống cộng không có đối thoại, thì tôi lại thấy cũng mắc cười. Từ xưa tới giờ đó là tất cả những vị mà tôi được biết ở đây là mở ngoặc và đóng ngoặc là đấu chống cộng tới cùng không có đối thoại đó, thì đều yêu cầu nhà cầm quyền Hoa Kỳ là phải tiếp xúc và nói chuyện với Cộng sản Việt Nam, là áp lực với Cộng sản Việt Nam. Đó cũng là hình thức đối thoại. Đối thoại là trực tiếp hay gián tiếp? Đây họ nói là họ không chịu đối thoại trực tiếp, họ chấp nhận cho đối thoại gián tiếp. Tôi ở trong cái vai trò dân cử, tôi không phải là người Việt mà thôi, tôi còn là người Mỹ, tôi là dân cử, tôi là chính quyền Mỹ đi về Việt Nam, thì những cái gì họ yêu cầu trước đây thì tôi đang thi hành với tư cách của một người Mỹ. Nhưng mà khi tôi thi hành với tư cách của một người Mỹ, họ quên đi chuyện đó, họ chỉ sực nhớ ô ông này vẫn là người Việt, và họ lôi kéo cái ông người Việt này ra, nói là vì không có sự chấp thuận của chúng tôi cho nên chúng tôi không muốn ông về thì chúng tôi chống đối ông. Cái chuyện đó chúng tôi tôn trọng họ, như vậy không có một sự mâu thuẫn, chỉ có là cái vấn đề một cái sự suy nghĩ của họ. Tôi mong họ hãy suy nghĩ kỹ lại. Và tôi đã suy nghĩ và tôi chọn con đường này. Thưa nghị viên, câu hỏi cuối cùng là trong gần một năm từ khi nghị viên được bầu lên chức nghị viên hội đồng thành phố Houston, đặc biệt là trong khu vực F, là cái khu vực mà có đông cái cử tri gốc Việt, thì nghị viên thấy là nghị viên có gặp những cái khó khăn hay là thuận lợi như thế nào trong cái công việc là một nghị viên của hội đồng thành phố với hơn 2 triệu dân? Thực ra đó, ở trong thành phố mà những người mà tôi cũng được biết là có một cái phái đoàn Việt Nam vào đó trong thành phố để tìm hiểu, thì gặp những người trong đó họ nói ông nghị viên A Hoàng là một nghị viên được người thương nhiều thương nhất ở trong thành phố. Tôi nói thiệt là điều đó đúng. Tôi được rất là nhiều các nghị viên khác cũng như là chính thị trưởng rất là tôn trọng của tôi, vì tôi làm việc rất là professional, cho chuyện nào ra chuyện đó, ngăn nắp, và tôi tôn trọng tất cả các nhân viên. Staff của chúng tôi làm việc được nổi danh là một staff rất là nhanh nhẹn và chính xác.
tôi được tất cả các cộng đồng mạng đều thương mến. Nói tức là từ sắc dân Mỹ Mễ Mỹ Đen là gì rất là trọng. Tôi không có cái trục trặc gì hết, tôi không có, và khi mà làm việc tôi không có một cái chút tự ti nào. Nhưng mà riêng với cộng đồng Việt Nam á, thì không phải là ai cũng ghét tôi, cái điều đó không đúng, mà cũng không phải là ai cũng thương tôi. Tôi được cái sự gọi là nhận xét và những cái chuyện mà người ta gọi cho tôi, thì tôi được biết á, là 95% á, vẫn thương và ủng hộ cái công việc của chúng tôi. Còn khoảng 5% thì tôi có những cái quyết định táo bạo thì họ không đồng ý và họ chống đối tôi. Nhưng mà tôi đã từng thưa rất là nhiều lần là khi tôi nhận định một công việc nào đó mà tôi cho rằng đúng và phải với lương tâm của tôi và quyền lợi của dân tộc Hoa Kỳ cũng như là quyền lợi của người Việt Nam, nhất là dân chủ hóa đất nước, tôi chấp nhận làm cả mạng sống của tôi vẫn hy sinh được, huống chi những cái chuyện đánh phá hoặc là những cái sự thiệt thòi về danh dự cá nhân. Tôi chỉ có một cái là những cái người mà chống chúng tôi đó, chúng tôi cảm thấy thương họ, tội nghiệp họ hơn là chúng tôi có ghét họ. Tôi không có một cái gì để ghét và thù họ, mà tôi cảm thấy thương họ vì họ có lòng yêu nước nhưng họ chưa nhìn ra cái con đường như tôi đang nhìn. Xin cảm ơn luật sư và nghị viên Hoàng Duy Hùng đã dành thời gian trả lời các câu hỏi của độc giả Người Việt Online gửi về, cũng như cái sự ghé thăm của ông đến Nhật Báo Người Việt. Xin chúc cái chuyến đi công tác của ông tại California thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn Nguyên Khôi và xin cảm ơn Nhật Báo Người Việt là một nhật báo rất là lớn, uy tín ở tại Nam California cũng như trên khắp nền thế giới. Và chúng tôi tin rằng với một cái chủ trương rất là đúng đắn của người Việt hỗ trợ cho cuộc dân chủ hóa đất nước, thì chúng ta mỗi người vào tay sẽ đưa đất nước đi lên. Và đây cũng là một vinh dự cho chúng tôi để được ghé thăm Báo Người Việt và gặp lại anh Nguyên Khôi.